Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 27 tháng 8 và nhận định thị trường ở chứng khoán tuần tới từ 30 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 9. Thì cái phiên giao dịch ngày 27 tháng 8 là một phiên thị trường test lại với những cái dấu hiệu cũng khá là tích cực anh chị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái dòng cổ phiếu mạnh, và ở đây chúng ta sẽ phân tích ba cái dòng cổ phiếu mà nó đang chạy khá tốt. Nhất là bảo hiểm, thứ hai là hóa chất và thứ ba là một số cổ phiếu về điện. Và tiếp theo là chia sẻ với các anh chị về cái cách, cái kế hoạch hành động của chúng ta giai đoạn hiện nay, là chúng ta sẽ giải ngân các cổ phiếu hay chưa và cái cách thức giải ngân là như thế nào. Ngoài ra cũng phân tích với anh chị một số các cổ phiếu mà hiện nay thì có đang có cái xu hướng cũng khá là tốt với dòng tiền vào khá là mạnh. Thứ nhất là VNP, thứ hai là BIC, MIC và HT1. Đây là mấy cái cổ phiếu trong mấy cái nhóm bảo hiểm, hóa chất và xây dựng. Đó. Thì đầu tiên thì cũng phải chia sẻ với chị một cái quan điểm của Talk Chứng khoán là phân tích cũng khá là khác so với những cái kênh hoặc là khác cái cách phân tích diễn giải bình luận thị trường. Thì ở đây mình tiếp cận theo cái cách nó rất là thống kê, rất là khoa học và cũng rất là đơn giản để cho các anh chị hiểu, là sẽ đi theo một số cái bước sau. Thứ nhất là phân tích thị trường, ở đây là các cái chỉ số index. Đấy. Cái thứ hai là các cái dòng cổ phiếu mạnh và thứ ba là các cổ phiếu mạnh. Thì các anh chị nhìn thấy cái tam giác này này, thì khi mà thị trường mạnh thì đồng nghĩa với việc cổ phiếu mạnh và các dòng cổ phiếu cũng mạnh. Thì mình sẽ phân tích cả ba cái này để xác nhận, đánh giá xem diễn biến của thị trường ra sao, các cổ phiếu ra sao. Thì đầu tiên bao giờ cũng phân tích index trước. Chúng ta sẽ có cái nhìn gọi là một cách sơ lược trước, xong sẽ dùng các cái phân tích về dòng cổ phiếu và các cổ phiếu để chúng ta xác nhận lại cái đó. Và cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái cổ phiếu, dòng cổ phiếu tích lũy, và có tặng cho các anh chị cái file Excel mà mình phân tích này này. Đấy, thì các anh chị có thể vào join vào cái nhóm Zalo ở phía dưới đường link anh chị nhé, để anh chị nhận cái file đó. Các chị nhận file đó. Thì diễn biến của cái ngày 27 tháng 8 thì có thể tổng hợp ở đây, thì các anh chị thấy là 27 tháng 8 á, thì nó có một số cái điểm cộng, ví dụ như là thị trường test đỉnh, test đáy cũ. Tuy nhiên là mua lại cũng khá là tích cực. Và nếu xét theo giá đóng cửa là nó là phiên tăng thứ tư và thứ năm đối với VN Index và VN30 rồi. Tức là nó sau khi rơi thì nó cũng chững lại và cũng có mức cái độ hồi nhất định, và hồi được 4-5 phiên rồi. Tuy nhiên là cái điểm trừ ở đây là cái giá thấp nhất của phiên á, thì nó là đáy. Tức là nó nhúng xuống rất là sâu xong nó hồi lại. Đấy, và nó hiện nay nó chưa vượt MA20. Đó là những cái điểm trừ. Tuy nhiên hiện nay thị trường cân bằng khá là tốt rồi nhé. Một số dòng đang chạy và hồi phục rất là tốt. Thì cái nhận định sắp tới á, thì về cơ bản thì chúng ta nhận định là cũng tích cực hơn trước. Bởi nếu như trước là chúng ta đánh giá cái xu hướng down khá là mạnh, thì hiện nay là nó cái khả năng là nó sideways, cũng như có cái khả năng hồi phục là 50-50 anh chị nhé, 50%. Và cái chiến lược ở đây là chúng ta có thể thăm dò vị thế đối với các cái dòng mạnh, và nên mua các cổ phiếu kiệt khối lượng tại các điểm test thôi. Đấy, thì các anh chị có thể nhìn đây này, VN Index nhé. Các anh nhìn thì nhìn cái phiên 27 nó nhúng xuống tận dưới này, nó nhúng thủng cả cái phiên này này, nhưng xong nó kéo lên. Nếu xét theo giá đóng cửa thì là nó là phiên số, các anh chị đây là phiên số 1 thấp nhất này, đây là phiên số 2, 3, 4 này, số 4 đối với VN Index này. VN30 thì nó là phiên số, VN30 thì nó là phiên số 1, 2, 3, 4, nó là phiên số 4 anh chị nhé, nhưng nó nhúng xuống. Tức nếu theo cái quan điểm để tìm ngày lấy đà của UNEO thì đây sẽ là ngày xác nhận là ngày số 1 và chúng ta sẽ phải đếm tiếp. Đấy, tuy nhiên nếu mà xét theo góc độ là cân bằng của thị trường á, thì nó cũng có những cái diễn biến tích cực nhất định. Thì mình cũng sẽ nâng cái quan điểm về đánh giá thị trường lên một chút là 50-50 là khả năng sideways ở đây anh chị nhé, khoảng 50-50. Đó. Thì tiếp theo là đi vào phân tích các cái dòng mạnh và các cổ phiếu mạnh á. Thì đây là mình tóm tắt, mình sẽ nêu trước xong mình sẽ đi phân tích sau anh chị nhé. Tóm tắt ở đây về các cái dòng cổ phiếu mạnh á, thì đây thì mình cũng chia sẻ điển hình thôi, trên PowerPoint này thì cũng không nêu hết được, vào Excel phân tích thì sẽ dễ hơn. Thì một số dòng ví dụ mạnh điển hình như dịch vụ vận tải này, thì các anh chị có thể thấy một số cổ phiếu như GMDDXP, SGP, HAH và TCL này là điển hình khá là mạnh. Hóa chất này thì có hai cái nhóm là hóa chất phân đạm các thứ, và thứ hai là hóa chất cơ bản, thì anh chị có thể nhìn thấy một số cổ phiếu hình như này hoạt động khá là tốt. Bảo hiểm này thì có BIC, MIC và IBI này hoạt động khá là tốt. Và khác thì có một số cổ phiếu như PC1, HT1 và RI là những cổ phiếu khá là mạnh. Thực ra đây nó giống như là những viên kim cương đấy anh chị nhé. Tức là nếu mà thị trường hồi phục được thì đây sẽ là những cái viên kim cương, và là những cái dòng mạnh, nó có thể nâng đỡ thị trường được trong cái tam giác này này.
Tất nhiên là để mà thị trường đi lên được thì cái số dòng mạnh nó phải nhiều, số lượng cổ phiếu mạnh nó phải nhiều. Đó thì khi hai cái này nó nhiều thì nó mới gánh thị trường lên được. Còn khi mà số lượng cổ phiếu mạnh, dòng mạnh mà nó ít thì nó rất khó để đỡ thị trường. Đó thì là cái cách tiếp cận vấn đề như thế thì nó rất là clear và rất là logic và trong sáng anh chị nhé, nó không có cái gì phán đoán mà nó không có cái gì mù mờ cả. Và khi anh chị tiếp cận theo hướng như này thì anh chị sẽ rất dễ hiểu. Và sau này khi chúng ta phân tích chúng ta thấy nó rất đơn giản, trực quan nhưng mà nó sẽ rất hiệu quả anh chị nhé. Mình cũng chia sẻ nhiều lần rồi, những viên kim cương mà lộ thiên á, thì nó sẽ tiếp tục là những viên kim cương, bởi vì những cổ phiếu tăng nó sẽ tăng được nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nhiều tuần, chứ không phải tăng trong 1-2 ngày. Cho nên chúng ta không vội đi, không cần phải đi tìm những cổ phiếu ở dưới lòng đất để chờ nó thành kim cương. Đó là cách tiếp cận như thế. Cái thứ hai là có một số cái cổ phiếu mà tích lũy, một số cái dòng cổ phiếu tích lũy thì là điển hình thôi chị nhé, nó cũng khá là nhiều. Thì hiện nay mình thấy dòng chứng khoán nó cũng khá là mạnh, thì các anh chị có thể quan sát một số cổ phiếu như SSI, CTS, VND và MBS, là nó nằm ở hiện nay khi nó đi vào cái vùng sideways ấy, thì nó cũng có sự tích cực nhất định. Sau khi nó rơi thì nó sẽ có những cái tín hiệu yếu, tức là LW ấy, thì hiện nay là nó cũng cân bằng khá tốt. Và một số cổ phiếu định có những cái tín hiệu SOS quay lại rồi. Khi mà có tín hiệu SOS thì nó sẽ reset, nó sẽ xóa được cái LW trước đây, thì nó là những cái tín hiệu cũng đáng mừng. Đó, bán lẻ tổng hợp này, ví dụ như FLT, PET, Thế Giới Di Động này cũng khá là cân bằng khá tốt anh chị nhé. Một số cổ phiếu khác thì cái này nó nằm ở trong cái nhóm hóa chất thôi, ví dụ như BFC, DCM và GV, thì anh chị có quan sát được. Đấy, thì vào đây này thì các anh chị thấy là thị trường ngày 27 nhé, số lượng cổ phiếu nổ vẫn khá là nhiều nhé, là những cổ phiếu bùng nổ á, breakout á. Ở đây thì mình để nó hơi rộng một chút, tức là thực tế breakout có thể nó sẽ phải khắt khe hơn, nhưng mình để rộng hơn để cho các anh chị được bỏ sót. Cũng như là một số cổ phiếu này, bán lẻ này, bảo hiểm này, bảo hiểm thì khá là mạnh, chứng khoán một số cổ phiếu này, và dịch vụ vận tải này, hóa chất này, hóa chất chuyên dụng này, ví dụ thứ đây đạm này, mấy loại hóa chất cơ bản này. Đấy, điện hôm vừa rồi cũng nổ khá là mạnh. PPC như cổ phiếu điện này thì nó vẫn đang ở nền thôi, nó vẫn đang ở nền. Nếu một số cổ phiếu xây dựng này khá là tốt này, anh chị có thể quan sát cái dòng cổ phiếu xây dựng, mặc dù là những cái các cổ phiếu nhỏ nhỏ nhưng mà nó khá là trong cái nhịp sóng này nó khá là bền vững và mạnh. Đấy. Còn nữa thì các anh chị thực ra đối với những các anh chị mới á, thì có thể xem ở trong file PowerPoint này thì nó sẽ có cái nhìn rất là trực quan và dễ hiểu. Tuy nhiên như các anh chị hiểu rồi thì các anh chị có thể xem một cái file Excel này thì nó sẽ sâu hơn và nó rộng hơn. Đó thì hy vọng là các anh chị xem kênh một thời gian thì các anh chị sẽ hiểu được cái cách tiếp cận vấn đề, cái approach. Sau đấy thì chúng ta sẽ quen với nó, bởi vì hiện nay mọi người quen theo cái kiểu là các cái mách nước, các cái phím hàng, hoặc có cái gì đấy thần bí, hoặc có cái gì tin tức mang cái chất là nội gián. Nhưng mà chúng ta không cần như vậy, chúng ta rất là đơn giản, rất là trực quan, rất là dễ hiểu và các anh chị có thể đo lường được. Đấy, đó là cái tiêu chí của Thóc Chứng Khoán muốn chia sẻ cho các anh chị. Bao giờ chúng ta cũng phải hiệu quả, bao giờ cũng phải đơn giản, bao giờ cũng phải logic, khoa học và đo lường được. Ví dụ sau một tháng hoặc một quý hoặc là một tuần, các anh chị xem lại các cái bản tin, các cái video cũ hoặc là những cái file Excel, nó đều phải có cái sự logic và có cơ sở anh chị nhé, nó không có gì bất ngờ cả. Đấy, đây là các cái cổ phiếu kim cương này, các anh chị có thể theo dõi. Tất nhiên cổ phiếu kim cương này thì nó nằm ở mình nên ưu tiên tập trung ở những cái dòng mạnh thôi, bởi vì nó giống như nó phân bổ theo khu vực á. Đấy, thì các anh chị cái khu vực nào mà có nhiều cổ phiếu thì nó sẽ đẹp. Cơ bản thì nó vẫn là mấy cái ấy thôi. Vẫn một số cổ phiếu bán lẻ này, bất động sản có một số này, chứng khoán, dịch vụ vận tải và hóa chất. Đấy, mấy loại thực phẩm có một số cổ phiếu anh chị nhé. Và xây dựng. Đấy, cơ bản loanh quanh ở đấy. Thì các anh chị có thể có những cái phân tích so sánh tăng giảm so với từ cái ngày mà thị trường tạo đáy này. Đây là theo giá đóng cửa nhé, thì anh chị có thể thấy là các cái dòng mạnh hơn này. Chung có nhiều cái cách tiếp cận để mình tìm dòng lắm. Mình thì mình ở đây thì trực quan thống kê thôi, cũng không phải phán đoán gì cả. Lớn không này, đấy, đây những cái dòng mạnh hơn này, vẫn loanh quanh với cái dòng đấy anh chị nhé. Chủ yếu là vận tải này, hóa chất cơ bản là những dòng khá là mạnh. Đấy, thì mình sẽ đi phân tích lại, quay lại vào Army Broker, mình sẽ phân tích lại mấy cái dòng này cho các anh chị xem. Dịch vụ vận tải, hóa chất, bảo hiểm nhé. Và bán lẻ nhé. Thì hôm trước cũng làm cái khảo sát các anh chị ở đây, thì mình sẽ cố gắng làm bản tin trong vòng 20 phút thôi để cho các anh chị tiết kiệm thời gian. Còn chi tiết thì các anh chị sẽ vào PowerPoint và Excel để các anh chị xem. Đấy. Các anh chị nhé, ví dụ đây là dòng bán lẻ này. Đấy, ví dụ sau khi mà đây là những bản chất, đây là những cái tín hiệu SOW nhé, nó là tín hiệu yếu. Trong khu vực này lúc tại thời điểm khi thị trường rơi là mình cũng không thể biết đây là nó sẽ biến thành một cái vùng sideways này sẽ biến thành vùng tích lũy phân phối. Từ phân phối là sẽ rơi và tích lũy sẽ lên. Thì đây là những cái tín hiệu yếu mà bắt buộc mình cảnh giác. Sau đó vol nó cũng kiệt dần.
nó sẽ cân bằng lại. Cổ phiếu này đang cân bằng khá là tốt nha anh chị nhé. Nếu mà nó test lại thì hoàn toàn chúng ta có thể mua được, mua tại những cái điểm test. Thông thường ví dụ nó sẽ test lại mà nó đi lên thì chúng ta sẽ mua tại những cái điểm test này, các cái điểm test khối lượng thấp là chúng ta có thể tham gia được anh chị nhé, chia sẻ thế. DGW này thì là chúng ta chờ thêm nhé, chờ thêm nó phải kiệt vol vì bên nó đang bán ra này, vol lại đây là một uptrend này, như thế này nó cũng 50-50 là nó hoàn toàn có thể biến thành một vùng phân phối, nhưng mà chúng ta phải chờ nó kiệt vol và nó tích lũy, nhưng cổ phiếu này nó sẽ tích lũy ở đây thì anh chị sẽ chờ thêm. FRT này thế này, sau khi đây là một cái tín hiệu, đây là tín hiệu SOW nhá, thì đây là SOS này, mình cũng hôm trước làm vẽ thêm trước rồi, đây là SOS test này, khối lượng kiệt, đây là phiên test này, bản chất đây là một phiên test, đây nó là một phiên test nhé anh chị nhé, một phiên test thành công nhé, khối lượng rất là thấp, như vậy thì cái này nó cũng khả năng cũng lên rất là tốt. Đấy, chúng ta ưu tiên những cái cổ phiếu mà nó đã chạy một khúc rồi. Tại sao lại chúng ta ưu tiên như vậy? Bởi vì nó đã qua chọn lọc tự nhiên rồi. Các anh chị thấy là cái gì cũng vậy, ví dụ như là nó đã học, nó đã qua được một cái nhịp lên thì chứng tỏ là nó phải tốt, đúng không? Khi mà nó tốt thì nó sẽ có cơ sở chạy nhịp tiếp. Đấy thì cái dòng này các anh chị có theo dõi được nhé. Nếu di động thế này, sau khi một số cái SOW rất là nhiều này thì nay nó đang cân bằng lại này, thì chúng ta cũng có thể quan sát đấy anh chị nhé. Với những cổ phiếu này khi mà có những cái điểm test lại khối lượng thấp thì chúng ta có thể giải ngân thăm dò vị thế được. Đấy thì mình chia sẻ như thế. Dòng bảo hiểm nhé, thì chị thấy là đây này, sau khi cái này là vẽ từ đợt trước, đây là một cái khu vực mà nó rung lắc và consolidate để củng cố này, các chị thấy nó rơi này, đây là một điểm test này, bản chất đây là một điểm test thành công nhé chị nhé. Đấy, test này thì nó cũng là một SOS nhé, tức là nó là một cái tín hiệu tốt, tín hiệu mạnh, và đây sẽ là một tín hiệu mạnh tiếp theo này. Đấy, khi hai tín hiệu mạnh này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng lên anh chị nhé. Còn điểm mua thì đây chính là điểm mua nhé, đây là điểm mua. Còn nếu bây giờ chúng ta vào đuổi bắt mà đuổi mà nó cao tít hút trên này thì chúng ta không nên đuổi. Nhưng mà nếu nó tích lũy lại ở đây thì chúng ta có thể tham gia khi mà nó tích lũy ở phía trên này anh chị nhé. Đấy, ABI này thế này, ABI thì các chị này, đây là một cái khu vực tích lũy nó này, sau khi nó kéo lên này, up, xong nó rũ xuống này, kiệt khối lượng này, đây là một cái phiên, bản chất đây là một cái phiên test này. Đấy, và đây là một cái phiên bùng nổ này, thì đây là những cái tín hiệu hiện OS đấy, thì anh chị có thể tham gia được. Nếu hôm qua mua cũng là một điểm mua đẹp, nó là mua bùng nổ, nhưng mà trong giai đoạn này thì chúng ta cũng hạn chế mua bùng nổ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường nó đang sideways và nó đang test, thì chúng nên mua những cái phiên test thì tốt hơn anh chị nhé. Nên mua những cái phiên test, tức là nếu mà nó chạy nhanh quá thì chấp nhận là bỏ qua. Con mồi thì ngon nhưng mà nó xa quá thì cũng không bắt được. Đấy, cho vậy chúng ta nên chờ cơ hội. Mic thế nhé, mic tương tự thế luôn. Mic cũng rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, thì đây là những cái điểm test này. Và đây là điểm bùng nổ này. Đấy thì nó mới lên được anh chị nhé, cũng như này là xu lên thôi, chẳng thể gì. BMI thì cũng rũ này. BMI này thì nó chưa có dòng tiền vào nhé. BMI về bản chất là nó mới ấy thôi. Sau những đoạn rũ này, đây là rũ này, đây là test kéo lên này, thì cổ phiếu này nó sẽ phải test, cổ phiếu này nó sẽ cần test tiếp, thì chúng ta cũng có thể quan sát được anh chị nhé. Đấy, BMI nó là cổ phiếu sẽ quan sát rồi đấy. Đó thì chứng khoán nhé, chứng khoán thì anh chị cũng hỏi thì ví dụ như này này, như EVS này thì hiện nay là dòng tiền nó đang vào thì nó sẽ lên được. Đấy, cổ phiếu BMS sau mấy phiên rũ khối lượng thì vẫn hơi cao nhưng mà cơ bản là nó cũng sẽ loanh quanh tích lũy ở đây và có thể nó vẫn chạy được. Nó nếu nó kiệt vol đi anh chị nhé, nó kiệt vol đi nó sẽ chạy được. Kiệt vol ở đây được hiểu là gì? Các anh chị thấy một đoạn này nó đã tăng giá này, sẽ có xuất hiện những nhà đầu tư chốt lời ở đây, mà số lượng nhà đầu tư chốt lời nó giảm đi, người ta giảm đi mà nó cân bằng lại thì nó sẽ lên được. Đấy, APG này thế này, APG một nhịp chạy này, bán ra này cũng đang cân bằng lại này. Đấy, CTS này thế này, CTS xong một nhịp chạy này, khối lượng kiệt thì nó sẽ lên được anh chị nhé. Nói chung dòng chứng khoán này vẫn ổn đấy, thị trường nói chung là không đến mức quá nhìn nó xấu như mấy hôm trước đâu. Mấy hôm trước chúng ta nhìn thấy ồ ạt rất là mạnh, các cái dòng phân phối rất là mạnh, đặc biệt nhóm VN30 thì cổ phiếu nào cũng ở toàn ở phía dưới thôi, mà SOW rất là mạnh, nhìn thấy thì rất là rủi ro. Thì bây đỡ hơn rồi, các cổ phiếu chứng khoán này thấy nó cũng ổn hơn rồi, kể cả SHS này anh chị thấy nó kéo lên này,
khối lượng kẹt đi thì nó sẽ cơ bản đây là cái vùng tích lũy của nó. Đấy thì nó cũng sẽ ổn thôi anh chị nhá. Trong dòng chứng khoán này thì cũng khá là tích cực. Đấy, FTS thế cũng tích cực rồi nhé. Thì phân tích thêm cho các anh chị về cái dòng vận tải này. Dòng vận tải là GMD này, nó là cổ phiếu chạy tốt ở nhịp trước. Đây là một nhịp chạy tốt này. Đấy thì sau một giai đoạn mà nó có chốt lời chốt liếc các thứ này. Test tủng này, đây là bán ra này, đây là test cung ba này. Đấy. Và đây là cái điểm bùng nổ này. Đấy. Ngoài cái việc phân tích các cổ phiếu thì mình cũng chia sẻ, giải thích cho anh chị cái cách tiếp cận và cái cách phân tích cổ phiếu để anh chị có thể hoàn toàn có thể làm được. Thực ra phân tích cổ phiếu này thì nó không khó. Thậm chí là có rất nhiều thứ mà anh chị có thể biết. Nhưng mà cái mà thiếu là chúng ta tự tin trong cái việc chúng ta phân tích thôi. Đấy thì anh chị có thể tham khảo thêm ở đây hàng ngày để chúng ta có những cái xác nhận, tham khảo cái cách phân tích để xem mình với lại kênh có phân tích như thế nào. Đấy thì nó cũng là như để mình nâng cao thêm các cái kỹ năng phân tích, kinh nghiệm. Đấy, một số cổ phiếu như này thì nó vẫn ổn nhá anh chị nhá. Sau khi nó kéo lên này, bán ra khối lượng kiệt thì như này thì nó vẫn sẽ lên được. Đấy, SKP cũng thế này, sau khi dơ rũ này cũng như thế này nó cũng sẽ là lên được. HAH thế nhá anh chị nhá, như này thì nó cũng lên được thôi, không đề gì. Vol sau khi lên này, vol giảm đi này. Đấy. Nó sẽ lên được thôi. Đấy. Lên được. Hóa chất nhá các anh chị nhá, hóa chất chuyên dụng này, ví dụ đây này. DPM này thì khối lượng cái này hơi cao một xíu nhưng mà nó đang ở vùng rất là mạnh, dòng tiền mạnh, sự đầu cơ mạnh thì cũng không vấn đề gì. Chỗ này thì có chấp nhận được và nó vẫn lên được. DCM cũng thế nhá, DCM thì sau khi lên này khối lượng giảm đi cũng lên được. Đấy, nó đang ở vùng trên rồi, các anh chị nhá, yên tâm. LAS này cũng lên được này, kéo lên này. Khối lượng kiệt này, đây bản thân là phiên bán ra nhá. Khối lượng thấp này, nó test lại tiếp này. Khối lượng thấp này. Bây giờ nó chỉ cần dòng tiền vào như một cây này phát là chạy rất mạnh luôn. Các anh chị đây là dòng tiền chưa vào nhé, mà nó đã như thế này rồi, dòng tiền vào chạy rất nhanh. Thì có thể quan sát những cổ phiếu này này. Các anh chị thăm dò thì nên thăm dò những dòng mạnh nhé, đừng thăm dò mấy cái dòng ngân hàng, ngân hiếc các thứ, nó rất là ở phía dưới. Ngân hàng là nó mấp mé ở bên kia ấy đấy, nó giống như là trần gian với lại âm phủ, nó đang mấp mé ở cái ngưỡng cửa đấy đấy. Chẳng may mà nó sập một phát là bản thân thị trường chung ấy thì chúng ta mới là 50-50 thôi. Chúng ta nếu tham gia chỉ là thăm dò vị thế anh chị nhé. Đây. Nếu chúng ta tham gia thì quả chất thì cũng là thăm dò vị thế thôi. Thăm dò vị thế tức là nếu chúng ta đúng thì chúng ta sẽ gia tăng. Và nên mua ở những cổ phiếu an toàn, mua các cái dòng mạnh. Chứ anh chị mà đi mấy cái dòng ngân hàng, ngân heo là nó chỉ sập một phát là chúng ta mất ngay 7-10% đấy. Cho nên rất là cẩn thận. Đấy, BFC này cũng tốt này, các anh chị lên này, với Kiệt Vôn này. Đây những cổ phiếu rất là đẹp luôn đấy, để mua. Đấy, ngoài ra dòng chạy được này, DDV này lên này. DDV này không có điểm mua nữa. DRI này thế này. Đây là cái điểm bùng nổ thoát nền của nó này. Đấy, VNP này, VNP này thì có chạy từ nhịp trước. Có rất nhiều bạn cũng mua cái cổ phiếu này rồi nhưng mà nó chưa chạy mạnh, nhưng mà đồ thị của nó khá là ổn. Ví dụ đây là điểm bán ra này, khối lượng cao này. Đây là điểm test lại khối lượng thấp này. Đấy, thì khi mà test lại khối lượng thấp như thế này, đây chính là những cái SOS anh chị nhé, nó chính là SOS, viết lại cho anh chị. SOS này. Đấy, thì đây là SOS 1 này. Và đây là cái SOS 2 này. The size of change. Thì nó sẽ cơ bản nó sẽ lên anh chị nhé, đấy. CSV này cứ thế nó lên thôi. Đây chúng ta không điểm mua nữa rồi. Đây Đức Giang này không điểm mua nữa rồi, nó chạy phong phong này thôi. Đấy thì đây là những PLC này cũng rất là mạnh này. PLC này sau một nhịp chạy lên này. Kiệt test này. Đấy thì lên như này lên anh chị nhé. Cái mũi tên này vẽ từ rất lâu rồi, đúng không? Các anh chị thấy chưa? Gần như kim cương nó lộ thiên là nó lộ từ rất lâu rồi, chứ không phải là viên kim cương mới anh chị nhé. Cái này cái vẽ mũi tên đây là chúng ta phân tích các anh chị chắc là khoảng vài tuần rồi. Đấy, TPR lại lên này. Lên này. Đó là các cổ phiếu, thì một số cổ phiếu về xây dựng đây nhỉ, xây dựng này các anh chị thấy này, phiếu này TG này thì cứ lên nhưng không mua được, không có điểm mua. VSC này thế cứ lên bệnh không mua được nữa rồi, xa rồi. PC1 này thì đẹp nhé chị nhé, đây là cái nền rất là dài của nó nhé,
nền của nó rất là dài nha, cái nền của nó từ hồi tháng 3 cho đến tháng 8 chạy được một đoạn. Cổ phiếu này rất là đẹp đấy, cổ phiếu này cũng kỳ vọng có thể kiếm được lợi nhuận vài chục phần trăm ấy. Đấy, thì ở đây có phân tích cho mấy anh chị mấy cổ phiếu nào nhỉ? VNP này, Big Mic và HT1 thì là cơ bản phân tích rồi, giả soát lại thôi. VNP này, đấy, VNP thì là đây là các cái ROS vừa nói xong nhé. Đây ROS như vậy là nó confirm, như bây chúng ta không nên đuổi nếu mà nó tích lũy lại hoặc điều chỉnh nhẹ ở đây này. Ví dụ ngày mày thì thứ hai hoặc thứ ba nó bán ra nhẹ, khối lượng thấp ở chỗ này thì các anh chị tham gia vào cuối phiên thì ok, đây là một test. Nếu còn bê đuổi thì rủi ro lắm, thị trường nó sập phát là nguy hiểm. Đấy, Big như thế này, chúng ta nó là cái điểm bùng nổ vừa hôm thứ sáu này, thì bây giờ chờ nó test lại tham gia ok nhé. Mình thấy nói chung đây các cổ phiếu đẹp nhất rồi, chia sẻ với anh chị mấy cổ phiếu đẹp nhất thôi. Cái này cũng tương tự thế. Và HT1, HT1 thì cứ thế lên. Đây là nó chạy nền 2 rồi. Đấy, nền 2 rất là đẹp. Đấy thì giúp kiệt khối lượng. Nói chung đây là bốn cổ phiếu rất là đẹp. Đấy cũng tặng cho anh chị nhé, chia sẻ với các anh chị là cũng bốn cổ phiếu này. Ok. À, các anh chị mà có các cái câu hỏi hoặc là có muốn những cái mong muốn phân tích á, thì các anh chị có thể comment vào phía dưới cái clip dưới video á, thì mình cũng sẽ làm các cái phân tích bổ sung. Tại vì quan điểm là làm video của mình cũng rất là giặc cởi mở, tức là đầu tiên thì mình nói những cái mình biết và những cái mình thích, nhưng sau đó thì khi ý kiến của các anh chị thì mình cũng sẽ căn chỉnh làm sao cho nói cho nó phù hợp với nhiều người. Và những cái phần nào nâng cao hơn thì các anh chị có thể xem một cái file Excel, hoặc các anh chị vào cái group nhóm Zalo thì chúng ta sẽ thảo luận những cái về nâng cao hơn. Nhưng mà về cơ bản thì cũng muốn cho tất cả mọi người có thể hiểu và tiếp cận về chứng khoán một cách dễ dàng nhất và dễ hiểu nhất anh chị nhé. Thì anh chị thấy video này có hữu ích thì có thể vui lòng share và chia sẻ cho những người quan tâm. Các anh chị đừng quên đăng ký kênh để nhận các cái video mới nhất và comment các câu hỏi để chúng tôi giải đáp tốt nhất. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.